tất cả các con. Ở bài học ngày hôm nay, cô Anh sẽ đi dạy các con bài luyện tập của hai số thập phân nhân với nhau nhá. Hôm trước chúng ta đã học quy tắc nhân hai số thập phân rồi, hôm nay chúng ta sẽ vận dụng quy tắc đấy đi luyện tập vào bài đầu tiên, bài 1 nhỏ. Bài 1 họ cho ví dụ này. Ví dụ của số 142,57 nhân với 0,1 thì bằng bao nhiêu? Để nhân 142,57 với 0,1, đầu tiên cô và các con phải đi đặt tính. Sau khi đặt tính ta sẽ tính, đúng không nào? Cô tính thì cô thấy này, 142,57 nhân 0,1. Sau một hồi đặt tính thì kết quả sẽ ra bằng 14,257. Vì sao nhỉ? Nhân vào thì ta sẽ được là 14,257. Sau đó ta đi tìm vị trí dấu phẩy, đúng không nào? Ở thừa số thứ nhất cô có hai chữ số ở đằng sau dấu phẩy. Thừa số thứ hai cô có một chữ số ở đằng sau dấu phẩy. Vậy thì cả hai thừa số có ba chữ số ở đằng sau dấu phẩy nhá. Nhân ba chữ số này, dấu phẩy ở vị trí này thì kết quả của cô sẽ bằng 14,257. Vậy kết luận được 142,57 nhân với 0,1 sẽ chính bằng 14,257. Ta có nhận xét này, các con thấy số 142,57 với số 14,257, hai số này gần như là giống nhau, chỉ khác vị trí dấu phẩy, đúng không nào? Chỉ vì vị trí dấu phẩy khác nhau dẫn đến hai số trở nên khác nhau. Đây, nếu các con dịch chuyển dấu phẩy của thừa số ban đầu sang bên trái một chữ số thì ta sẽ được tích này, có phải không? Người ta có nhận xét này, nếu chuyển dấu phẩy của số 142,57 sang bên trái một chữ số, ta cũng được số 14,257 nhá. Nhân với 0,1 mà nếu dịch sang bên trái một chữ số thì sẽ được tích. Bây giờ cô xét đến ví dụ 2. Số 531,75 nhân với 0,01. Nào, 531,75 nhân 0,01, cô đặt cột tính. Kết quả tính sẽ ra bằng 53,175. Sau đó cô đi tìm vị trí dấu phẩy nhá. Ở thừa số thứ nhất của cô có hai chữ số đằng sau dấu phẩy. Thừa số thứ hai cô có hai chữ số đằng sau dấu phẩy. 2 cộng 2 là 4 chữ số. Thế thì dấu phẩy của cô phải 1, 2, 3, 4, dấu phẩy phải ở đây, đúng không nào? Kết quả sẽ bằng 53,175. Và cũng như là ở bên trên thì ở bên dưới này cô thấy này, cái thừa số ban đầu 531,75, nếu mà các con chuyển dấu phẩy sang bên trái hai chữ số thì cô sẽ được số 53,175. Tích này, phải không nào? Nếu lấy ở thừa số nhá, cô chuyển sang bên trái hai chữ số đằng sau dấu phẩy thì cô sẽ được tích. Người ta nhận xét, nếu chuyển dấu phẩy của số 531,75 sang bên trái hai chữ số, ta cũng được số 53,175. Nào, từ hai cái nhận xét ta thấy gì? Nếu nhân với 0,1 này thì chỉ cần chuyển dấu phẩy sang bên trái một chữ số, đúng không? Nhân với 0,1, chuyển dấu phẩy sang bên trái một chữ số thì sẽ được tích. Nếu nhân với 0,01 thì chỉ cần chuyển dấu phẩy sang bên trái hai chữ số tương ứng, đây đúng không? Hai chữ số này thì cũng phải chuyển dấu phẩy sang bên trái hai chữ số thì cũng sẽ được tích. Thế thì từ hai cái ví dụ này nhá, người ta cung cấp cho các con một cái quy tắc nhân sau. Khi nhân một số thập phân với 0,1, 0,01, 0,001, ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái 1, 2, 3 chữ số, đúng không nào? Nhân với 0,1 thì chuyển sang 1, nhân với 0,01 thì chuyển 2, 0,001 thì chuyển 3. Vậy thì từ đây này, các con chú ý cho cô, nếu nhân một số thập phân mà nhân với 10, với 100, với 1000, chấm 3 chấm, thì các con làm gì?
Thế các con chuyển dấu phẩy. Sang bên phải đúng không nào? Các con chuyển dấu phẩy sang bên phải, số chữ số tương ứng, 10 thì chuyển 1, 100 thì chuyển 2, 1000 thì chuyển 3. Còn nếu nhân một số thập phân. Nhân với 0,1, 0,01, 0,001, vân vân. Thì ta chuyển dấu phẩy, đúng không? Nhưng chuyển sang bên nào? Chuyển sang bên trái. Nha. Chuyển sang bên trái. 0,1 thì chuyển dấu phẩy sang bên trái một chữ số, 0,01 thì chuyển hai chữ số, mà 0,001 thì ba chữ số. Được chưa nào? Đây là cái chú ý của cô. Nhân với 10, 100, 1000 thì chuyển sang phải. Nhân với 0,1, 0,001, 0,01 thì chuyển sang trái nhá. Từ cái chú ý này bây giờ ta đi làm bài tập này. Câu B yêu cầu các con tính nhẩm. Để tính nhẩm nhá, ta sẽ dùng cái quy tắc bên trên đúng không? 5, cô xin lỗi, 579,8 nhân với 0,1 thì bằng bao nhiêu? 805,13 nhân với 0,01 và 362,5 nhân với 0,001 thì bằng bao nhiêu? Ta chuyển dấu phẩy này. 579,8 nhân với 0,1 thì cô phải chuyển dấu phẩy sang bên trái đúng không nào? Bên trái nè, bên này. Chuyển từ sang bên trái. Chuyển đi mấy chữ số? Một chữ số. Vậy thì dấu phẩy của cô phải ở đây đúng không? 57,98. Dấu phẩy trở thành nằm trước số 9 nhé. Tiếp tục 805,13 nhân với 0,01, ta cũng chuyển dấu phẩy sang bên trái, nhưng bây giờ là chuyển đi hai chữ số phải không nào? Dấu phẩy đang ở đây, chuyển sang bên trái thì nó sẽ trở thành nằm giữa số 8 và số 0 đúng không nào? Nó sẽ bằng 8,0513. Đúng chưa? 3,362,5 nhân với 0,001. Cô phải chuyển dấu phẩy sang bên trái ba chữ số tương ứng. Nào, 1, 2, 3. Dấu phẩy phải ở đằng trước số 3. Mà đằng trước số 3 không có chữ số nào thì cô viết là 0,3625 nhá. Đấy, đấy là quy tắc chuyển dấu phẩy sang bên trái, các con theo dõi. Cột đầu tiên, cột thứ hai nào. 38,7 nhân với 0,1. 67,19 nhân với 0,01 và 20,25 nhân với 0,001 thì bằng bao nhiêu? Làm từng câu một nhé. 38,7 nhân 0,1 thì cô chuyển dấu phẩy sang bên trái một chữ số tương ứng, dấu phẩy phải ở vị trí này, được chưa? 3,87. 67,19 nhân với 0,01 là cô chuyển dấu phẩy sang bên trái hai chữ số tương ứng đúng không? Hai chữ số này, cô chuyển hai chữ số thì dấu phẩy phải ở trước số 6. Nhưng mà trước số 6 không có số nào thì cô sẽ viết thành 0,6719. Được chưa? Tiếp tục này, 20,25 nhân với 0,001 thì ta chuyển dấu phẩy sang bên trái ba chữ số tương ứng đúng không? Chuyển đang ở đây này, chuyển sang đây là 1, chuyển sang đây là 2, thiếu chữ số thứ 3 đúng không nào? Vậy cô sẽ hiểu ở đây là
một số 0 này, dấu phẩy phải ở trước số 0 này. Đúng chưa? Các bạn mường tượng ra không? Và đằng trước dấu phẩy không có gì thì cô viết thêm số 0 vào. 0,020 25 nữa. 0,02025 nhé. Đấy. Đây là chuyển dấu phẩy. Tiếp tục cột cuối cùng. 6,7 nhân 0,1 3,5 nhân 0,01 và 5,6 nhân 0,001 thì bằng bao nhiêu? Nào, ta sẽ làm từng cột một nhé. 6,7 nhân 0,1, có phải chuyển dấu phẩy sang bên trái một chữ số. Chuyển thì thành 0,67. Quen rồi đúng không nào? 3,5 nhân 0,01, chuyển dấu phẩy sang bên trái hai chữ số tương ứng, phải không? Một chữ số này, hai chữ số, vậy thì phải viết thêm một số 0 ở đằng trước số 3. Đúng không nào? Và dấu phẩy ở đây. Nhưng mà đằng trước dấu phẩy không có gì thì ta viết 0 vào phần nguyên, thể hiện không có phần nguyên nhé. Phần thập phân là 0,35. Câu cuối cùng, 5,6 nhân 0,001. Nào, ban đầu là 5,6 nhé. Dấu phẩy đang ở đây đúng không? Nên ta phải chuyển dấu phẩy sang bên trái ba chữ số, một chữ số, hai chữ số, ba chữ số. Đằng trước này không có gì thì cô viết thêm số 0 vào thôi. Đành phải vậy, chứ biết làm sao bây giờ đúng không nào? Và dấu phẩy sẽ nằm ở trước chữ số thứ ba ta dịch chuyển này. Được chưa? Đằng trước dấu phẩy không có gì thì các con viết số 0 vào nhá. Nó bằng 0,0056. Được chưa nào? Đây là câu C. À, cột cuối cùng của, xin lỗi, không phải câu C. Đây là hoàn toàn là bài 1. Bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển sang bài số 2. Viết các số đo sau dưới dạng số đo của đơn vị là km vuông. Tức là đây là một bài toán đổi đơn vị diện tích, đúng không nào? Đầu tiên câu A họ cho 1.000 hecta, người ta yêu cầu các con đổi về km vuông. Thế thì bây giờ đổi từ hecta về km vuông, các bạn phải nhớ lại cho cô này. 1 hecta thì chính bằng 1/100 của km vuông. Mà 1/100 km vuông chính bằng 0,01. Đúng không nào? Km vuông. Đổi từ phân số thập phân sang số thập phân. Quá quen thuộc rồi. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn đổi từng câu một nhé. 1.000 hecta đổi sang km vuông. Nào, đổi như nào nhỉ? Lấy 1.000 hecta này nhân lên 0,01 lần. Đúng không nào? 1.000 nhân lên 0,01 0,01 lần. Đơn vị là km vuông. Xem bằng bao nhiêu nhé. 1.000 này, một số mà nhân với 0,01 thì các con phải dịch chuyển dấu phẩy của số đấy sang bên trái hai chữ số, đúng không nào? 1.000 tức là phần thập phân không có số nào có hiệu dấu phẩy ở đây, đúng không? Chuyển sang bên trái là dịch sang bên này này, hai chữ số 1, 2, dấu phẩy bây giờ ở đây, đúng không? Nó sẽ bằng 10,00. Mà 10,00 thì cũng chính bằng 10, đúng chưa nào? Vậy thì cô sẽ có 10 km vuông nhá. 1.000 hecta bằng 10 km vuông. Tiếp theo, 125 hecta. À, hồi trước mà mình đổi cái này này, đầu tiên các con phải đổi với phân số thập phân, rồi nào là đổi với hỗn số thập phân các kiểu, đúng không nào? Bây giờ ta học phép nhân với số thập phân rồi, ta cứ vậy ta đổi thôi. 125 hecta đổi với km vuông thì cô phải nhân lên 0,01 lần, đúng không? 0,01 lần. Đơn vị là km vuông nhá. 125 nhân 0,01 này. Tìm vị trí dấu phẩy.
Đầu tiên không có phần thập phân không có gì thì cô hiểu là dấu phẩy tại đây đúng không? Ta nhân với 0,01 là ta dịch chuyển dấu phẩy sang bên trái. Hai chữ số 1, hai chữ số thì dấu phẩy của cô phải ở trước chữ số 2. Vậy dấu phẩy ở đây. 1,25 nhé. Đáp số là 1,25 km vuông. Đó, có phải là các con đỡ vất vả hơn bao là nhiêu, đúng chưa nào? Tiếp tục này, 12,5 hecta. Cô đổi với km vuông thì cô cũng phải nhân với 0,01 đúng không? Cô lấy gì nhỉ? 12,5 nhân 0,01 này. Nhân một số thập phân với 0,01 vẫn làm như bên trên. Dịch chuyển dấu phẩy sang bên trái. Hai chữ số tương ứng 1, hai chữ số dấu phẩy phải đằng trước số 1 đúng không nào? Phẩy 125. Đằng trước dấu phẩy không có chữ số nào thì cô điền số 0 vào nhá. 0,125. Kết quả của phép nhân này, đơn vị là km vuông. Câu cuối cùng, 3,2 hecta. Cô muốn đổi về km vuông sẽ lấy 3,2 nhân với 0,01 km vuông. Đúng không nào? Ta dịch chuyển dấu phẩy sang bên trái. Hai chữ số đúng không? Một chữ số này, hai chữ số này. Vậy thì cô viết lại sang đây nhé. 32 này. Một chữ số, hai chữ số, phải viết thêm số 0 đúng không? Dấu phẩy đằng trước dấu 0 này. Đằng trước dấu phẩy chưa có gì thì lại viết thêm một số 0 nữa. Kết quả sẽ bằng 0,032. Đơn vị là km vuông nhé. Vậy ta đã đổi xong 1.000 hecta bằng 10 km vuông, 125 hecta thì bằng 1,25 km vuông, 12,5 hecta bằng 0,125 km vuông, 3,2 hecta chính bằng 0,032 km vuông nhé. Đổi từ đơn vị diện tích này sang đơn vị diện tích kia, được chưa nào? Bởi vì sao đổi được? Vì 1 hecta chính bằng 0,01 km vuông. Đây là bài số 2. Đổi như thế này rất là nhanh. Bây giờ chúng ta làm tiếp bài số 3 này. Đề bài bài số 3 cho như sau. Trên bản đồ tỷ lệ 1 chia cho 1 triệu nhá, 6 chữ số 0, 1 triệu. Quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết đo được là 19,8 cm. Hỏi độ dài thật của quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết là bao nhiêu km? Muốn tính độ dài thật thì ta phải lấy độ dài trên bản đồ nhân với tỷ lệ, đúng không nào? Đầu tiên cô tính độ dài thật dưới dạng đơn vị cm trước nhé. Lời giải này. Bài số 3. Bài giải. Lời giải của cô là gì? Độ dài thật của quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết là nhé. Độ dài thật của quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết đến Phan Thiết là, cô sẽ lấy độ dài trên bản đồ là 19,8 cm, cô nhân với tỷ lệ 1 triệu này nhé. Lấy 19,8 nhân với 1 triệu có 6 số 0 thì bằng bao nhiêu này? À, bây giờ nhân một số thập phân
với 1 triệu. Nhớ viết đủ 6 số không nhé. Thì ta sẽ dịch chuyển dấu phẩy của chúng ta sang bên nào nhỉ? Sang bên phải, đúng không? Dấu phẩy đang ở đây. Dịch sang bên phải. Mấy chữ số? 6 chữ số nhé. Dịch sang bên phải 6 chữ số. Thì nó sẽ là 19,8 này. Dịch chuyển dấu phẩy sang bên phải này. 1 chữ số, 2 chữ số, 3, 4, 5, 6 chữ số, đúng không? Mà ở đây không có gì thì cô phải viết thêm số 0 vào để ta dịch chuyển nhá. 6 chữ số, dấu phẩy bây giờ phải ở đằng sau chữ số thứ 6. Phải không nào? Dấu phẩy từ đây chuyển về đây này. Nhưng đằng sau dấu phẩy này không có số nào nên cô sẽ viết luôn nó bằng 19800. Được chưa? Đây là kết quả của phép nhân này nhá. 19.800.000 cm. Được chưa nào? Đơn vị là cm. Mà người ta hỏi đơn vị là gì? Hỏi km cơ. Bây giờ đổi từ cm sang km đổi như nào? Cô sẽ viết lại cho các bạn bảng đơn vị đo độ dài để phòng bạn nào quên nhá. Km này đến gì? Hectomet, đúng không nào? Đến decamet, đến mét, decimet, cm. Được chưa? Nào, 1 km à 1 cm chứ, đổi về km thì nó sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? 1 phần bao nhiêu đấy? Cm này, decimet, mét, decamet, hectomet, km, 1 phần 100.000 km nhá. 1 cm sẽ bằng 1 phần 100.000 km. Mà 1 phần 100.000 thì chính bằng 0,00001 km. Đúng không nào? 0,00004 số 0, 1 số 1 nhá, km. Ta biết rồi, 1 phần 10 thì bằng 0,1. 1 phần 100 thì bằng 0,01. 1 phần 1.000 thì bằng 0,001. Thế thì 1 phần 100.000 sẽ bằng 0,00001 km. Được chưa nào? Vậy bây giờ ta sẽ lấy 19.800.000 này, cô đổi này. 19.800.000 cm về km. Thì cô phải lấy 19.800.000 này nhân với 0,00001, đúng không? 19800. Nhiều số 0 quá. 0,00001. 4 chữ số 0 nhá. Nào, nhân với cái này. Đằng sau dấu phẩy của nó có 1, 2, 3, 4, 5 chữ số. Thế ta phải dịch chuyển dấu phẩy sang bên trái 5 chữ số, đúng không? Dấu phẩy đang ở đây này, đúng không? Mình hiểu như thế. Chuyển sang bên trái 1, 2, 3, 4, 5. Dấu phẩy phải tại vị trí này. Nó bằng 198, rất nhiều số 0 ở đằng sau nhá. Và những số 0 này cô theo quy tắc thì cô bỏ đi được. Nó sẽ bằng 198 thôi. Bằng 198 km. Quá trình đổi khá là dài và khó nhá. Khá là khó đấy, không phải đơn giản đâu. Đổi từ cm về km. Đây, cô đổi cho các bạn này. Cô nhân với một số thập phân có nhiều chữ số 0. Đáp số. Người ta hỏi km đúng không? Mình đã tìm được nó bằng 198 km rồi. Thế thì đáp số là 198 km.
nhé. Đây là bài số 3. Bài số 3, phép nhân đầu tiên không khó. Cái khó là các con đổi đơn vị độ dài, các con đổi sai thôi nhá. Thế thì các con phải chú ý học thuộc cho cô bảng đơn vị độ dài. Được chưa nào? Đây là bài số 3. Kết thúc bài luyện tập ngày hôm nay rồi đấy. Chỉ có 3 bài tập như thế thôi. Hẹn gặp lại các con vào những bài học lần sau của cô. Chào các con.